Chào các bác, ngày gì mà gặp nhiều cây ổi đẹp quá, dọc đường về lại thêm cây ổi nữa. Tại sao mà quay ngay? Đang hỏi giá của bác ấy, chứ bảo ý chờ bác ra hỏi bảo bao nhiêu. Rất già quá. Sau thời gian tuyệt vời nằm rất nhà ăn bám ba mẹ già, bệ dễ thì bình thường đấy, dễ thì bình thường nhưng mà bệ rụt dịch, không rụt dịch bữa lễ ấy. Nay khi thấy đám hôn nhân đặc rụt dịch lâm già đã vợ hai cái bác nhìn cần được thôi không cần. Ở nào có thời điểm ấy mọi lời khuyên đều vô nghĩa. Cháu chụp ảnh đi nhá. Đây cũng là những bài học cho mọi người chúng ta các trở lại phóng độ và nuôi kê trong mùa World Cup năm nay. Cháu chơi chỉ chơi ổi thôi. Bà con nhân dân quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ổi chó trong hai đề chuyện vườn đang tập tôi. Cây ổi ta nhìn xa tưởng ổi tàu. Thông báo tuyển dụng. Công ty Mai Nhân Tân Blumy làm cái bông rất là của tập đoàn Việt Nam Blumy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2000. Này mà thả là có hoa có quả. Sản xuất hàng hoa sản xuất cầu từ các nước châu Âu và Mỹ để đáp ứng nhu cầu về cầu sản xuất của công ty. Hiện tại công ty cần tuyển lao động số lượng lớn vào tất cả các lĩnh vực. Nếu chưa có tay nghề, công ty sẽ đào tạo và ký hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi tay nghề đạt yêu cầu. Thu nhập trung bình từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng một tháng. Xanh mướt. Nhà mình có nhiều cây khác không bác? Hay chỉ có ở đây thôi? Ở trong vườn à? Chứ không phải riêng đây. Cháu này ở trong phân xã. Cháu gần nhà ông Khương đi qua đây thì qua nhà ông Ngọ. Qua nhà ông Ngọ đấy. Nhà mình có vườn có rộng không ạ? Lúc nào cháu vào cháu... Bây giờ thì lại hơi muộn. Cháu thứ bảy chủ nhật cháu về cháu qua. Gần đây không ạ? Cháu thích cây lắm. Rẻ nhưng mà thích cây lắm. Dạ. Dạ. Vâng, cũng được. Quay này với nhiều người biết, giao lưu thích lắm. Mỗi lần quay 100.000. Được. Hai bác. Trời đất, hơi nặng. Đấy. Này mà bới vào chỗ này mà gắn vào đá mà cây làm cây trực hoành gì nhỉ? Cháu thế à? Cháu nhà cũng có mấy chục cây. Ổi là hơn chục cây, cháu thích ổi. Càng già đẹp, da nó đẹp. Đấy. Bây giờ càng nhiều người càng thích chơi ổi. Hôm nào cháu đi làm cũng đi qua đây mà. Dạ. Cháu kiểu gì cháu cũng vào. Cháu cứ thích đi quay phim cây cối. Em nó có mẩn thôi. Vâng. Thế thì đẹp. Có nhiều những cây như này ạ. Đấy. Ôi. Cái này là cái lùn. Lùn. Cái chanh. Hôm nào cháu đi qua đây cháu phải nghe tí, nay mới vào. Cây lộc. Vâng, cây lộc vừng. Cây cháu nhìn thấy lâu rồi. Cây vả đúng không? Cây sung mật. Cây vả. Cây hay đấy. Cây lộc vừng hoành tráng quá. Đó là. Đang xem cây vả nơi bên đặc biệt này. Cây vả. Đấy. Quả này, bốn quả này, cái vả này, bốn quả, cái sung cái vả này các bạn.
đấy, quả cũng quả này chi chít. Cây này mà cháu làm cháu lại cho nó đổ thêm tí nữa. Đổ thêm tí nữa. Lấy cái này giật là làm trực. Cây này mà cháu lại làm thêm đổ thêm tí nữa. Lấy cái này làm trực lên. Lấy đổ, cái đổ. Vâng. Làm cái thân trực này. không phải cắt. Mà để cái thân này hoành hoặc là đổ xuống. Lấy cái này làm cái thân trực. Này hoành vừa thôi. Thu ngắn cái này. Vâng. Thu ngắn nó lại tí. Đó. Được đấy, đây được. Thích nhất là có quả. Quả nhiều. Vâng. Cái cho chỉ lên là nhà quả. Vâng. Cây đẹp. Đấy, kiểu gì tí nữa cháu xin số của bác để hôm nào cháu vào cháu quay tiếp bác nhá, cháu quay phim. Thích cây nào mà cháu gửi lên đi giao lưu. Đấy, cái xanh này hay. Này bác cứ nuôi từ bé hay là mình mua phôi mình làm ạ? Đây đúng từ hạt. À vâng. Chanh. Vâng. Đây thế này. Cũng lâu đấy, cũng lâu đấy. Đây là khai thác này. Đây khai thác. Vâng. Đây này đua ra đấy. Đua ra. Cái này nó vừa mới hết quả đúng không? Nó vừa hết quả. Cây này mà bác bán thì bác có bán không? Cây này mình có bán không? Bán. Nếu mà bán thì cây này bao tiền? Cây này 1,5 triệu. Thì còn cái ổi tiền? 5 triệu. Vậy à? 5 triệu. Có anh ạ. Có hữu nghị cho người làng không bác? Hả? Có hữu nghị cho người làng không? Vâng. Gần nhau, hai xã gần nhau. Cách nhau chục cây. Đây cây vả này. Cây vả này. Cây vả này. Nó mà có bệ tí nữa thì quất. Bệ tí nữa thì quất. Đây cây vả. Bác cái cũng lâu cũng chưa làm, chưa động vào. Dựng cái này trực, cái này đua ra. Hoành tí. Cắt đi thì hơi xấu. Cũng đắn đo hết đấy. Đây này, được cái là có quả thôi. Bản thân đây. Đó. Đấy, nó lại nghiên cứu cái ổi này tí. Nghiên cứu cái này phải cẩu đấy bác nhỉ, nhấc không nhấc được, cái này phải cẩu nhỉ. Mùa này nắng hạn, nắng hạn hại cây quá. Này một mấy cái quả lùng lẳng này hay. Cây này là cây cũng lộc vừng nhỉ? Cây này cũng lộc vừng đúng không? Nhìn giống lộc vừng đấy nhỉ? Sang. Cái sang là cái gì nhỉ? Tên nghe lạ lắm. Nhìn như lộc vừng này. Đây. Đây lộc vừng này. Đấy, lan này, gọi lan. Ủa, hay đấy. Ông Khương giờ ông cũng không chơi mấy đấy. À. Ông Khương giờ ông bớt đi rồi. Ờ, ông cả nhà nhau biến. Vâng. Ông ấy giờ chỉ làm ghế cái đá, hiểu. Thank you.
cây này mà cháu về làm chú gảy ở chỗ này cho viên đá vào đây. Xong làm rồi, xong làm nó đổ xuống. Ừ. Tất nhiên nó phải chờ mất thời gian lắm, nó ăn vào đá ủi thì lâu lắm. Ừ. Xanh xi thì nó nhanh. Có đá ông thì ăn ngay. Ui đá ông, mình chỉ có quê mình mới có đá ông thích. Đá ông đẹp. Ừ. À, nhà em cũng có mấy cây thích chơi ổi, thích cái là nó thấp nó lụt. Có quả không? Có quả. Cây này cứ thả là có quả rồi, chắc mấy tỉa nó không gì đấy, dày cứ như ổi tàu, lâm dày như ổi tàu. Nhìn xa từ ngồi tàu đấy. Rồi. Rồi nghiên cứu đó các bác nhé. Ngay gần nhà, cách chục cây. Cái gì nó không dễ.